Chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem là một trận đấu ở trên mức danh 300 sao sẽ cực kỳ là khó khăn như nào. Và cái trận đấu này thì mình gặp một thanh niên cầm Allen đi top với cái KDI là 2-11. Và các bạn cùng theo chân mình xem mình gồng gánh thanh niên này như thế nào nhé. Lịch vẹ thằng Lmina núp núp con cờ. Một mạng đầu tiên anh ta fit. Đánh hơi được sẽ có thằng nằm xuống nên tôi thò đầu ra. Kết quả là không hề. Thậm chí tôi còn phải mất tốc biến để chạy về. Chúng nó ăn mạng hết méo dành tôi mạng nào cay vãi lòe. Fennec thấy ngon ăn định hút tôi nhưng tôi với trình 300 sao thì thằng này tuổi lớ. Nhưng không sao, ông trời cho tôi phế đầu game thì cuối game tôi lấy lại tất cả. Chủ tịch nghèo đầu và cuối cùng trở mình thành con cá trà bạc. Đấy chạy thế quái nào được AK rồng xanh của tôi. Mới từ nhà ra gặp ngay hai anh đồn lầu đứng chặn tôi với trình 300 sao của tôi thì tôi và chúng nó như con. Thanh niên Alan liên hoàn fit. Còn với chả cái gặp bố méo chào. Đang tính lấy trụ thì thần đằng Phoenix ra bảo anh Linh đẹp trai ơi anh ăn em đi. Tôi mà không ăn bố tôi bảo tôi ngu. Cho nên một đạn AK rồng xanh bay về tế đàn. Sau đó tôi lên farm và lấy trụ. Đặc cầu tu lần với bé nước suối lao ra bắt nạt tôi. Chiêu 2 chiêu 1 áp sát rồi thả lôi điểu băng xương ao nhây thằng cờ hó này có trình. Tôi cay nó quá anh em à. Ngó qua thì thằng cờ hó Alan 04. Đờ mờ mờ nhà nó chơi game ngu vãi cả lều. Mới hồi sinh ra em nó lao lên với suy nghĩ cân 4 cân 5. Cân thế lở nào được mày bị não tàn à. Con bướm ngu vừa ló đầu ra ăn ngay đạn thần quang của nước suối tu lần đặt cầu chiêu 1 chiêu 2 anti tôi ra đỡ nhưng không kịp bướm ngu đành về với tổ tiên. Với lợi thế là con của gà rán nên tu lần đặt cầu rất hổ báo. Nhưng mày sai lầm rồi, Violet cũng là con guộc gà rán nhé. Team tôi lao lên như những thần đằng và chết sạch với tình thế này tôi đành lùi về. Nhận thấy Mina sau khi ăn chửi đã có sự cố gắng hắn ta câu kéo hết chiêu của team đỉnh. Chỉ chờ có thế tôi vác AK rồng xanh bắn tụt lờ Phoenix. Một kill nữa cho Linh đẹp trai tôi phải mất cái tốc biến chạy về để bảo toàn long thể. Đặc cầu tu lần bành trướng cái sự mất dạy của hắn. Tôi giữ vị trí dọn tơn lính nếu tôi lên cao có thể sẽ mất cả trận đấu này. Nhưng thanh niên cây cảnh tưởng nó châu lao ra tôi thay AK rồng xanh bằng máy cơ kết quả em nó đổ về tế đàn. Đang dọn lính thì thấy cáo phó thằng L Alan lại lên bảng. Tin tôi thì Mina với Jill cứ bố mày cân tất rồi lao lên. Đằng sau Fivu tỏ áp sát đòi thì tôi bằng đứa. Phoenix cũng lao lên nhưng xin lỗi tao cũng là con của gà rán. Quy cũng sắp ngỏm rồi nhưng vì vu to nên tôi tha. Lao lao cái lở mờ mờ nhà chúng mày à. Ngó qua thì thấy Alan. Chơi game anh em không nên nhìn KDA. Má thằng chó Alan 07. Con bướm ngu dùng thân mình để trách bụi hú hồn chúng nó một đống trong bụi. Thì chờ có vậy chúng nó lao ra cắn xe con mít bốc hơi trong một giây. Vì là con của gà rán nên tôi may mắn thoát được. À không, tôi có trình nên tôi thoát được.
Bốn thằng team tôi bay màu hết, tôi đành lui về thủ tôi mà ngáo là mất cả trận đấu. Trận đấu dần trở nên căng não hơn. I never miss a shot. Aim. Giao tranh liên tiếp giao tranh. Người cây ảo tưởng cân 5 bị team tôi làm gỏi cây. Dù 4 đánh 5 nhưng team bạn đã húp được con tôm tím. Lại là chết hết dành cho team tôi. Cũng may đây là tôm phút thứ 13 chứ phút 15 10 thằng như tôi cũng méo thủ nồi. Nhận thấy đắc cầu lộ sai, team tôi tổ chức vây bắt vồ vào bụi thì thằng người cây lao ra tu lần thả chiêu 1 rồi chiêu 2 chạy về bỏ lại người cây bơ vơ, đúng là đắc cầu. Thấy team bạn im im, team tôi trách bụi lòi nguyên một đống mina chiêu 1 quạt nước suối vô vọng bắn anti nhưng không trúng mina, đạn thần quang như có mắt nó ghim thẳng vào đầu tôi. Tu lần lao ra thả lôi điểu vào mina làm lộ sai, tôi lộn lên dùng hết 500% sự tức giận găm thẳng đạn vào đầu hắn. Nhận thấy team bạn thiếu người, team tôi tổ chức ăn tôm hùm từ trong bụi người cây lao ra như một vị thần, hắn ta định cướp miếng mồi ngon trên môi tôi. Làm méo gì có chuyện cướp. Tu lần giờ chỉ biết gào thét trong vô vọng. Tu lần cố ra vớt phát xem được tí gì không nhưng giờ tôi như con thú hoang, chỉ gầm thôi là tu lần đủ toát mồ hôi đít. Xin lỗi tu lần, tao cũng là con gà rán mà con gà rán còn trong tay tao thì nó là siêu phẩm rồi. Tu lần bất lực gào thét, nước mắt giàn giụa mồ hôi nhễ nhại, cơ đít co khoáp lại bất lực nhìn nhà chính team mình nổ tung. Enemy dominating! Victory!